Các bạn thân mến, hôm nay mình có dịp đi đường hoa thành phố Sa Đéc. Mình giới thiệu với các bạn những cái nơi bán hoa trên đường rất là đẹp. Ở đây là một cái chỗ bán lan nè các bạn. Đây lan. Mình quay chậm cho các bạn xem nha. Đủ các cái loại giống. Tối thì hơi tối nhưng mà cũng có thể quay được. Đẹp rồi. Bạn biết đây là quê của mình đang ở đây nè, là thành phố Sa Đéc, là thành phố ngàn hoa, thành phố ngàn hoa, thành phố Sa Đéc với rất là nhiều các loại hoa rất là đẹp. Cho mình quay nhờ cái nghe mà đừng quay em nha. Quay hoa thôi nhé, hoa quá đẹp rồi, rất là đẹp. Đẹp. Quá đẹp. Giống này là hồ điệp phải không? Xuất xứ từ Việt Nam hay là ở nước nào hết? Ở Việt Nam. Đẹp lắm. Thấy không? Quá đẹp à. Cảm ơn em nhiều nha. Các bạn thấy đường phố trên 22 giờ. Những lụa mầm mới như sắc xuân hồng, những chậu mai, đây những cái nụ bông mai giống như bông cúc vậy đó các bạn. Có thể là cúc thọ hương đó ấy, à mai thọ hương, xuân của lòng ta cúc thọ hương, xuân duyên dáng mặn mà còn gì đẹp hơn lại đến đây. Sắc xuân yêu kỳ cúc nhưng màu mắt em từng khóm hoa cúc vàng. So với mai đẹp tình xuyên lứa đôi, thấy không? Cho mình quay nhà cái nha. Đẹp à? Đẹp quá. Chúc mâm son được gần với các bạn. Chúc mẹ cha năm mới đã còn đỡ sống đời bên cháu con. Con quay nhờ cái hát cô. Dạ, cảm ơn cô. Cô là cái này là trồng ở Sa Đéc hả cô? Dạ. Năm nay cô thấy có giá không? Thị trường có giá không cô? Chậm quá phải không? Thôi chúc cho cô bán thật là mau hết hàng nha. Tết bất tài luôn. Cúc mâm xôi này quá đẹp rồi. Quá trời luôn. Để mình quay gần cho các bạn xem. Giống đĩa xôi luôn. Đĩa xôi mà. Đây. Đó, này là đang nở.
Tới đây hạnh nè các bạn. Hạnh. Quá nhiều. Mùa xuân thắm tươi trên quê hương bừng sắc hoa. Xuân của sao lòng cái hạnh ta, mà mai? Xuân duyên dáng mặn. Đây mình có quay cây mai này cho các bạn xem. Wow, may mắn chưa? Quá nụ luôn. Xanh cây. Quá đẹp rồi. Mai thắm đã